Liên quan vụ gian lận điểm thi xảy ra tại Hòa Bình, Sơn La, Hà Giang, cơ quan tiến hành tố tụng đã khởi tố một số bị can để điều tra. Tuy nhiên, việc khởi tố này mới chỉ đang dừng lại ở những người trực tiếp sửa điểm, còn những người hưởng lợi từ việc sửa điểm cũng cần phải được làm rõ. Luật sư Trần Hồng Phong, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho rằng, nếu các cơ quan tố tụng không làm rõ được vai trò của những người liên quan đến việc sửa điểm thi, cả người mua điểm lẫn người sửa điểm, thì sẽ khiến người dân mất lòng tin vào pháp luật, công lý cũng như đạo đức xã hội. Theo ông, cần phải khởi tố thêm các bị can khác thuộc nhóm những người muốn đơn điểm. Hãy nhìn vào nước Mỹ. Mỹ xử luôn cha mẹ các học sinh mua điểm tội rửa tiền. Đồng ý với quan điểm này, ông Nguyễn Văn Trung, viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân quận 8 Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, nếu người mua điểm trả công cho người sửa điểm bằng tiền thì tội họ nặng hơn và có thể xem xét tội đưa và nhận hối lộ. Liên quan đến vai trò của những thí sinh được nâng điểm, nhiều người cũng cho rằng có thể các cháu đúng là nạn nhân, nhưng các cháu đã đủ 18 tuổi, đủ tuổi trưởng thành và nhận thức được những thứ lợi ích mình nhận được mà không thuộc về mình. Các cháu biết lực học của mình thấp nhưng được điểm cao và vẫn vô tư đi học là không trung thực, không khác nhặt được của trời mà bỏ luôn vào túi của mình. Có thể không phải đưa ra hình phạt gì nặng nề với các thí sinh này, nhưng cũng cần phải công khai danh tính của họ để mang lại công bằng cho xã hội. Thiết nghĩ tỉnh Sơn La cũng cần phải chỉ đạo khởi tố điều tra tới cùng để xem những ông bố bà mẹ có máu mặt tại địa phương đã chi tiền hoặc gây ảnh hưởng như thế nào đến việc sửa điểm thi của con em mình, để qua đó có một câu trả lời minh bạch cho công luận và sĩ tử cả nước trước mùa thi và tuyển sinh năm 2019.